Sao còn anh sao về ngày nào anh có gì không? Thưa cha, hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa. Cha là con bệnh sỏi thận. Sỏi thận? Cha thận ứ nước. Thận ứ nước? Con bị sỏi thận đang nay cỡ 20 ngày. Rồi con bị đau, đem đi bệnh viện cấp cứu. Rồi con và vợ con cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho con. Con dâng giá rồi, con nằm 3 đêm và ba hôm ở bệnh viện. Bệnh viện nói là thận không phải mổ. Con cầu nguyện Chúa rồi sau đêm thứ ba cái con đi tiểu ra luôn nha. Thế mới anh tên là gì? Dạ con tên Ngô Văn Sơn, con quê con ở Long An nha. Dạ con 47 tuổi. Anh ở xứ đạo nào? Dạ con ở Long An. Ở xứ nào, nhà thờ nào? Dạ con đạo ông bà. Thế mới. Chúng ta có thấy một người không tôn giáo, không biết đạo nào, một người cao đài, một người không đạo. Đây cũng một người là đạo ông bà. Rất nhiều người không có đạo đã đến đây và được Chúa chữa lành. Đây, tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng. Có chưa? Dạ, con có đủ hết rồi cha. Có đủ hết rồi. Rồi anh đi loan truyền cho ai chưa? Dạ có, bữa con nằm bệnh viện, cái con bác cái đài con nghe suốt luôn. Cái ông kia đó, cái con ra sỏi, con tiểu ra đó. Cái ông nói, ừ, chú mày hên quá. Cái con nói, không phải hên đâu, tại con có Chúa. Cái ông hỏi thăm con, cái con lấy cái quạt cho ông cái quạt. Cái con hỏi ông sao, ông là bị khối u. Cái con cho ông cái đài luôn, nó thôi về xuống nghe cái này đi tìm chỗ cha chưa. Con có cái đài chưa? Dạ con có mua lại rồi. Lại mua cái khác. Thế anh xem một người không có đạo mà được Chúa, mà được Chúa chữa lành bệnh sỏi thận với bệnh sỏi gì nữa? Dạ con bị sỏi gan nữa. Rồi lên bệnh viện nó siêu âm nó còn bị sỏi gan. Rồi vợ chồng cũng gian giấy Chúa. Rồi nói chừng nó cho bác sĩ cho đi chụp MRI. Chụp lại là bác sĩ nói giờ không có bệnh gì hết. Hallelujah. Chúng ta thấy vợ chồng mà chồng bị sỏi thận rồi đi tiểu nó ra, rồi người ta bảo là may thì ông bảo không có may, nhưng mà là có Chúa chứ không phải là may. Còn người có đạo mình hơi tí là hên hay không bằng hên. Dạ, con cũng là mong muốn tất cả các anh em ở đây là những bạn trẻ là hãy tin tưởng ở Chúa, tín thác vào Chúa. Chúa sẽ chữa lành tất cả các anh em, các anh em và các bác sẽ hết bệnh. Rồi lại anh đi giới thiệu lòng thương xót Chúa ngay trong bệnh viện. Ngay trong bệnh viện mà anh còn giới thiệu được lòng Chúa thương xót cho người khác, tặng cho cái quạt, rồi tặng cho cái máy, rồi giới thiệu lòng thương xót Chúa, rồi đi tự mình đi mua máy để về mình nghe. Vậy thì bây giờ tôi tặng cho anh cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu nha. Hả? Dạ có hết, con mua đủ hết rồi dạ. Có hết rồi, giờ biết sao giờ. Dạ, dạ ta tặng lại cho những người chưa có. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Một người mà đạo ông bà mà có hết tất cả máy sách ảnh chuỗi quạt có hết và còn đi